đàn làm tiếng buồn lắm hỏi khăn. Ta ra đi xích bội hồi sáng lên, cầm chiếc đàn lăng hiên gây cầm mẹ tìm người thương khắp cả. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Theo cái hành trình gông gũi tiếp theo hôm nay, Bùi Hồ đang có mặt tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ để tìm về hoàn cảnh cô Hồng. Và đây là cái căn phòng trọ của cô đang ở. Cô Hồng là người mà có một cái giọng hát rất là truyền cảm hàng ngày. Cô dùng cái lời ca tiếng hát của mình để mang đến những cái niềm vui trong cuộc sống cho tất cả mọi người. Và sau đó mọi người sẽ thưởng tiền cho cô với cái chất giọng ngọt ngào của cô. Thì hoàn cảnh của cô như thế nào, xin mời các bạn và cô chú anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của cô Hồng hiện nay. Dạ con chào cô. Hôm nay qua con qua đến thăm về cái căn trọ của cô. Thì qua giới thiệu của anh Thích Lang Thang đó, con tìm đến cái hoàn cảnh của cô. Dạ cô cho con hỏi với, là cô tên gì hay cô? Cô tên là Phú Hồng. Dạ. Cái công việc hàng ngày của cô là hát dạo hay sao? Thì cô cũng hát dạo cũng có, mà cô đi bán số cũng có, nhưng mà thời gian trước cô bán, giờ thì không có bán. Cái căn trọ này chỉ một mình ở hay sao cô? Có mình anh cô à. Cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 58 tuổi rồi. Dạ, nhà cô ở đâu mà cô lại ở trọ như thế này? Chung quy là cô thì ở trên huyện Bãi Núi trên đó, nhưng mà tại thích ở đây một mình. Dạ, rồi ông xã cô đâu? Mất rồi, mất 5-6 năm nay rồi. Cô với ông xã có con không cô? Có, hai đứa. Dạ, rồi sao cô không ở chung với con mà cô lại xuống đây cô bán? Con thì nói gì nó có vợ, nó lo cho vợ. Thằng Út thì nó chưa có vợ, nó cũng lo cho nó. Ở đây cho nó cũng khổ, nó cũng nghèo con. Còn mình còn sức thì mình đi làm, mình ăn đi. Rồi sao cô không bán ở trên nhà để cho đỡ tốn tiền trọ mà cô lại xuống dưới này? Tại vì cô thích sống ở đây, nó vui vẻ hơn. Còn trên nhà thì nó cũng hơi bẩn chặt một chút. Chứ chẳng đâu có đường nhiều như dưới này. Còn dưới đây thì mình sống như vậy, vừa có bạn bè, nó vừa vui. Ở đôi mắt của cô khiếm thị thì lúc mà ai sẽ giới thiệu, lúc đó ai dẫn cô đi xuống đây? Thì cô đi thì tự đi một mình. Dạ, cô đi xe xuống mình. Cô đi xe xuống mình. Chứ lại cô đó sống ở đây cũng lâu rồi, cô biết. Cô biết ở chỗ này. Cô ơi, đôi mắt mình khiếm thị lâu chưa cô? Thì con đi là cũng 55 năm rồi đó. Cô tại sao mình lại bị khiếm thị cô? Bị bệnh ban đó. Dạ, xem cái kênh con Thích Lang Thang á là thấy cô hát rất là hay. Cô lúc trước có học hát không? Cái chung quy thì nói về học thầy lò thì cô không có. Chỉ có là bà chị bạn với lại ông chồng chỉ dẫn mình ra cái tỉnh thôi. Dạ, giọng hát của cô rất là ngọt ngào. Rồi với lại cao kê nữa cho nên cũng quen. Dạ. Cô mỗi một ngày như thế là cô bán được bao nhiêu tờ vé số? Ngày xưa thì cô đi bán một ngày phải... nếu mà thu nhập thì phải bán ngày từ giá 400 hoặc là 300. Còn bây giờ cô? Còn bây giờ thì cô không còn giống nữa, cô đâu có đi bán nữa đâu. Cô chỉ đi hát thôi hả? Cô đi hát thôi chứ cô không có đi bán nữa, giờ không còn giống. Bây giờ lúc trước là cô đi bán vé số rồi cô hát. Bây giờ không còn vốn nữa. Nhà trọ mình mỗi một tháng là cô tốn bao nhiêu tiền? Cô đóng hàng ngày, mỗi ngày 30. Mỗi ngày 30 là tháng 900 ngàn. Nhưng mà thì cái thu nhập đó thì mà mỗi ngày có khi ít khi nhiều mình không hiểu được. Rồi hôm đó ông chồng bệnh đó thì mình cũng mượn số nợ đó. Dạ. Rồi bây giờ mình phải đi bán để mình góp lại để mình trả nợ. Con muốn hỏi cô như thế này nè, căn phòng trọ của cô có mình nên rất là vắng. Tối về cô nằm cô ngủ có mình nên cô cảm thấy cái cuộc đời của mình nó buồn như không? Cũng có buồn gì, từ nhỏ lớn mình buồn nhiều rồi, lấy gì đâu buồn nữa con ơi.
Nói chung quy là từ nhỏ tới lớn thì sống cũng cô đơn quen rồi, không có gì để buồn. Cô nói là cô có hai người con. Hai người con có thường trợ cấp cho cô không? Có, cũng có, nhưng mà lúc bây giờ thì nó có vợ, có thêm đứa con rồi, cô không có nhận nhiều. Nó cho thì cô nhận, nó cũng cho thì thôi, cho cô không có đòi hỏi thôi. Dạ, hai người con của cô khi mà biết cô đi bán xa như thế này, hai người con có thường xuống đây không cô? Có chứ, nó cũng xuống thăm chứ, nó khi nào có lễ lọc nó về, nó thăm bị nó ở xa mà. Một đứa thì nó ở Bình Dương, còn đứa thì nó ở Long An, Đức Hòa chứ. À, vậy là hai người con của cô cũng đã lập gia đình rồi. À, một thằng thì có, thằng thì chưa, thằng Út thì chưa có. Cái việc mà cô bị khiếm thị mà có một mình ên như thế thì ăn uống của cô sao cô? Thì cô tự làm, tự ăn, tự nấu, tự ăn. Cô có thể tự nấu được hết hả? Được chứ. Ôi, bất ngờ quá. Cô ơi, con thấy cô bán khi mà cô đi bán ngoài đường đó. Cái đoạn đường cô bán đi xa lắm không? Đi vòng vòng á. Cô thì đi á, đôi khi cô đi tới Cờ Đỏ, cô đi già về cũng có. Là khoảng bao nhiêu km cô? Có khi cô đi 90 cây số luôn à. Đi bộ đó, hả cô? Đi bộ, cái ngày mà cô gặp cháu Hớn nè. Dạ. Ở trong Trung An đó. Dạ. Là ngày đó cô ra tới Thốt Nốt luôn chứ bộ, 90 cây số luôn đó. Là tổng cộng đi về là hơn khoảng 20 cây cây số. Mượn vô mình đi xe, đi về mình đi bộ, đi cây dài 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 gì đó. Dạ. Cái mình đi là khoảng mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Ví dụ ngày nào mà khỏe thì mình đi hơi dài dài đường chút. Mệt thì mình về sớm một chút. Có khi giờ này chưa về tới nhà. Đôi khi cô đi như vậy đó, đôi mắt của cô không thấy đường, người ta cho tiền mình. Những kẻ xấu có lợi dụng là lấy cái có lấy tiền của cô không? Nói chung quy thì nào giờ chưa có gì đó. Dạ. Có số thì bị mất thôi chứ còn tiền gì đó thì chưa có bao giờ, bởi vì mình đâu có để ngoài đâu mà lấy. Dạ. Có nhìn bỏ vô giỏ hết rồi. Cô hôm nay thì cô có thể tặng cho tụi con nghe được và cô bác anh chị ở trên mạng thưởng thức bài hát gì cô? Thì giờ cô cũng có gì để tặng cho các con. Thì giờ cô hát tặng cho các con là một bài ca.
vời luôn. Tuyệt vời. Quá hay rồi. Giờ mai mốt các con có qua nữa thì cô sẽ lựa thêm vài bản nữa. Cô sao cô không, cô có biết chữ không cô? Không. Sao cô nhớ được lời bài hát nhiều hay vậy? Học. Học từ từ ở trong sẽ nhớ, rồi đó thì học thu băng. À, cô nghe thu băng rồi cô thuộc rồi cô nhớ. À, cô có muốn lời nói lời gì với lại cô bác anh chị ở trên mạng không? Thì cô thì lời ăn tiếng nói ít lắm cho nên nói thì nó cũng không được cái gì. Dạ, có sao mình nói vậy? Chỉ có là bây giờ xin chúc phúc cho những bà con, cô bác và anh chị em trên khán giả ở trên mạng này và những người mạnh thường quân với những người mà có lòng từ thiện giúp đỡ cho những người nghèo, những người khuyết tật. Thì cũng chúc một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn cho phát tài phát đạt, tiền vô như nước, vậy để giúp đỡ cho những anh em chị em mù lò khổ sở vậy. Dạ. Cũng thành thật cảm ơn các quý vị. Con cảm ơn cô luôn, cũng chúc cô sức khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn chào các con. Xin chúc cô sức khỏe thành công.